Mai nhé anh vác vào đồ cho em cái hẹn á. Anh Vũ Xuân Hoàng hôm nay gáy rồi anh em ạ, bị thua một kèo hơi cay đắng nên là đang tìm những con hàng có lẽ là vừa miếng hơn cho anh. Hôm nay gặp phải con hàng Tạ Duy Mạnh mạnh thế nhỉ, anh Mạnh đợt này đánh ác thật đấy. Em không nghĩ là idol Tạ Duy Mạnh ấy có thể hạ gục game thủ Vũ Xuân Hoàng một cách nhanh chóng như vậy đâu. Trinh Xẻo ở Bắc Ninh mà bạn cũng chủ quán nét, đúng rồi. Đúng rồi, hit không có quẩy đúng không anh? Thế và em vẫn nhớ, vẫn còn chuẩn. Mai thì để sắp xếp nha mọi người nhé. Mai sợ rằng là đang chưa thể nào sắp xếp thời gian để lên live cho mọi người được. Nhưng mà nếu như được thì cũng có thể lấy live thao tác sau, đến lúc mình hết bận thì mình live sau cũng được anh em ạ. Đấy, kèo này thì em cũng đang live chậm mất mấy phút của các game thủ đấy, vào muộn mất mấy phút. Nên là thôi tranh thủ để luôn đi lại delay cho anh em có thể theo dõi cho nó một cách xanh chín nhất. Đấy, hoàn toàn có thể lấy live thao tác sau đó mình live muộn một chút cũng được anh em ạ, không sao cả. Chính ra là vào giải là ngày xưa làm giải là bắt buộc phải live muộn đấy mọi người, không được live trực tiếp như thế này đâu. Trực tiếp như thế này thì dễ là bị có tình trạng là bị đá map các kiểu. Nên là thường ít nhất phải delay khoảng 6 đến 10 phút để cho anh em thi đấu một cách xanh chín nhất. Nhưng mà những kèo như thế này thì nếu trực tiếp được thì tốt, còn không thì cũng chậm chậm lại một chút cũng được, không sao. Chào người em Nguyễn Văn Sĩ. Ok anh ơi. Mai cho Hoàng làm điệp viên. Anh bác thì vâng, vẫn còn khỏe lắm, vẫn còn sung sức lắm. Cẩn thận nha anh Vũ Xuân Hoàng, phải hết sức cẩn thận. Anh Bắc Pro tính ra vị trí cao phết đấy. Top cao phết đấy. Hình như top cao hơn cả anh Mạnh cơ. Không đơn giản đâu. Con voi thứ ba đưa về và đây sẽ là con voi thứ tư. Quên lại quên mất sửa cái bảng quân cho anh em. Đấy, có dân đây rồi. Phút 19 anh em, 24 dân thôi. AC ạ, ai à? Vâng, như vậy bên kia AC anh em ạ, khó thế nhỉ, cảm giác khoai quá. Mười một giờ 30 chưa anh ơi, tầm đấy được anh ạ, tầm đấy thì em đang có thể
setup được cho mọi người, chứ tầm 12 giờ đổ đi thì em lại bận mất rồi. Đấy, trước 12 giờ là được nhá. Sau 12 giờ thì khoai. Ôm bãi vàng luôn, đánh kiểu AC 1A đánh với cho son full L đấy, đúng không? Ngày xưa hay có kiểu kèo AC đánh 1A cho son đánh bao nhiêu L thì đánh. Và trận đấu này cụ cay à, cụ Trinh đang đánh đúng kiểu phong cách đấy, dâng Nga lên lề luôn và chỉ sóc 1A thôi. Xin tê giáp ra bắn ôm bãi vàng. Khốn nạn thế. AC 1A mà cho son full L liệu có đúng không nào? Đánh được đấy, kèo này AC đánh được với cả cho son không gì phải xoắn đâu. Ôm vàng là được, thậm chí mang cả dân lên một vụt. Nhưng mà đó là kèo chấp thì người ta mới đánh như vậy. Chứ còn vâng, cái kèo solo random này thì AC đấy thích đánh cái gì thì đánh. Tí nữa thấy BP thấy lạc đà vào cũng chuyện bình thường thôi. Thời điểm đầu thì mới 1A thôi, tí nữa thì chưa biết thế nào. Khó nhỉ, đây đã là trận chung kết của game thủ chân mệnh thiên tử rồi. Ôi, nếu như vậy trận này có khả năng là x1 anh em ạ. Dạo này toàn x1 với không thôi. Đúng đánh 1A thật anh em ơi. AC trận này đúng đánh 1A thật này. Chơi lại quả kèo AC 1A và cho son full L rồi. Dần lên nâng cấp giáp cho cung T cung R của mình, sau đó là ôm bãi vàng cho son, đánh quá chuẩn bài rồi, cũng 1A thôi. Thậm chí ăn thêm 50 vàng nâng cái giáp 4 luôn. Còn lực còn lại thì để ra dân. Đã, nhiều người còn vơ cả dân lên vụt cơ. Bởi vì đơn giản là cái lực còn lại của AC thừa ấy, thì người ta sẽ ra dân. Còn 1A đấy thì chắc chắn là thừa lực rất nhiều, nâng hết công nghệ cho cung R rồi thì vẫn có thể thừa lực để sóc dân. Sóc dân vơ dân lên vụt. Đã. Và cụ Trinh trận đấu này đánh đúng cái bài đấy luôn anh em ạ. Anh khốn nạn thế chứ lại. Đúng 1A mà, không có cái A thứ hai đâu. Anh em thấy không? Chuẩn luôn đấy. Tụ cung R lại nâng cấp giáp 4 lên, bắt đầu rỉa chém nữa là xong. Alo, alo, chat lại tiếng mic xem nào. Alo. Ồn 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 anh em. Timeline còn 30, như vậy là time 30 này cũng ổn. Nhưng mà bên kia cụ Trinh vẫn đang khá là văn nghệ với một bài đấu 1A. Ra 4 chưa, trận có 2 chưa? Chắc có rồi. Khi mà đánh 1A này thừa nhiều lực lắm, em đã từng đánh kèo này rồi. Em biết. Có những cái điểm mạnh gì, những cái điểm yếu gì là mình cũng đang nắm được. Này này mà cho son được đánh cung Nga một áo thì thắng. Cung Nga một áo thì thoải mái chơi với bài C 1A này. Nhưng mà vấn đề là theo như cái luật chơi thì con cho son sẽ không được đánh cung Nga mà chỉ được đánh full L thôi. Đánh tăng L bao nhiêu thì tăng, nhưng không được phép đánh cung Nga một áo. Nhưng mà đấy là cái kèo nãy thôi. Còn cái kèo này thì đánh cái gì đánh. Mà chắc chắn là cho son cũng sẽ không đánh cung Nga một áo đâu. Đối đầu với cung người AC. Và khi mà cho son có biến phát là AC sẽ tăng Nga chứ không múa nữa đâu anh em ạ. Thời điểm đầu tưởng ăn được thì múa thôi. Chứ bây giờ cảm giác cụ không ăn được nữa. Có lẽ cụ về cụ vẽ thêm 4A nữa cụ chơi. Thế chịu rồi. Và ăn được rất nhiều dân anh em ạ. Khốn nạn thế, 1A sóc thế này thôi, dâng lên. Ở nhà thì ra dân đều. Đi ăn hoang kết hợp với cả một vài cái ruộng. Sau đó là ra được 1A đều. Vẫn đang có lợi thế, bây giờ thậm chí tụ quân lại nhá. Tụ cung R này rỉa dần chém là vẫn có thể đánh được đấy. Khốn nạn thật anh em ạ, khốn nạn đấy. Học máy kìa, hai đạo quân hai bên.
Ngược con xuôi như thế này thì rất khó đỡ. Chơi đúng kiểu này luôn thì chịu đó. Lằng ngoằng quay quay ra quay vào chứ lại ngay thế. Cay em ạ, cay 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 cay. Vốn 6 lượt like rồi anh em ơi, 47. Hôm nay cố 3 like nữa được 50 like thôi. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ nốt BCBN rồi ạ. Ấy là chơi bời kiểu gì đấy ai idol ơi. Vâng, cung R tụ được rất đông, không biết anh đã tăng được nhà BA ở đâu đó chưa. Không, mới như cung lượng này thì chưa đâu, vẫn chỉ là 1A thôi. Với lượng cung R như thế này là 1A đấy, sóc đều thì nó được ngần này. Đấy, vẫn là 1A cứ ra đều thôi, ra được con nào là bắt đầu tách vào vàng chơi. Tách vào ruộng bắn vài cái. Đánh như thế này thì cũng sẽ giằng co nhau. Kèo thì cũng gọi là kèo cân thôi. Nhưng mà để mà thắng được cũng cũng khoai phết dành cho AC khi mà con cho Son đã xây được cho mình cái lợi thứ hai, đặc biệt nâng cấp được cái công 4 rồi. Có lẽ AC sẽ phải tăng Nga thôi. Vâng, vui chơi như vậy đủ rồi anh ơi, vui chơi như vậy đủ rồi, về tăng Nga đi. Trận này loằng ngoằng cụ thương ngược, trận này sau cụ thua ngược đốt kèo này thì thôi, đúng là rút ra bài học luôn sau kèo đấu này luôn anh em ạ. Đấy này, vậy e này cay đó. Thích vui chơi à, thích thích chơi, chơi kiểu củ hành à. Cày giờ đấy, cày quá, chào idol tha thu nhá. Cày thật, chơi này không được đâu. Một lượt like cuối cùng anh em ơi, đạt con số 50 like trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Vâng, vẫn đang đi đóng BN, đóng lắm BN thế nhỉ. Năm nay đánh ngược rồi, ăn được thêm tân dân khoảng 5-6 con nữa. Vâng, anh Trinh đã gỗ 7 rồi đấy. Không biết anh có tăng ai hay không, hay anh vẫn kèo đó hơi khớp đấy à, hay vẫn kiên trì với lối đánh này của mình. Nhưng mà đến thời điểm này khi mà cho Son đã ra được hai lờ đều này thì cho Son này là đang có ưu thế đấy. Bây giờ mà AC không tăng A không thắng được đâu. Một A bây giờ khó rồi, lúc đầu ôm được bãi vàng họ cơ, chỉ còn bây giờ không ôm được vàng nữa thì khoai. Không, không được, không thua được đâu. Trận này bắt buộc AC phải tăng A mới thắng được, chứ đánh một A không thắng được đâu. Bây giờ bị đốt A luôn này, thì nữa cũng làm 4 cái P nữa thì thôi, hoặc là 4 cái A. Dân thì rất nhiều, trận đấu này AC ra dân thừa lực mà, thì ra dân rất nhiều, nên là cái lực có lẽ AC cũng đang khỏe. Một tí nữa thôi thì AC có thể hoàn toàn chạy đi đâu đó và làm một cơ sở làm ăn mới thì cũng sẽ nhanh để có thể có được lượng lực ổn định sắp khoảng 3-4 A đều. Trận đấu vẫn nằm trong tầm kiểm soát của idol Vũ Quang Trinh. Nhưng mà để xem anh có tăng A để dứt điểm hay không, hay anh chỉ đánh 1A để thắng. 1A bây giờ em nghĩ không thắng được. Phải có phương án thôi. Phương án khác đi. Tăng A đi. Vẽ nhà chính nghe nhét khắp bản đồ, hỗn nạn thật. Vẫn chỉ là 1A thôi anh em ạ. Bị đốt cái A cũ thì đóng lại 1A mới thôi, chứ chưa thấy là đóng nhà A thứ hai đâu. Như thế này vẫn đúng luật anh ơi. Vẫn đúng luật anh em ạ. Muốn đóng A2 thì phải đen A cũ đi. Đó. Bây giờ họ đối phương đen cho mình thì mình tự đóng A2 ở nhà. Nhưng mà vấn đề là chém bây giờ đông rồi, 2L ra đều rồi, 1A không chơi được nữa đâu. L3 luôn đây này, chơi khô máu rồi đấy. Cay rồi đấy, không không còn vui chơi nữa đâu nhá. Vui chơi như vậy là đủ rồi. Tham lai. Vâng, như vậy 34 dân tham đề rồi.
34 dân bên kia, nhưng mà nãy giờ bị chăn mất khá nhiều dân. Quyết định của anh Trinh có lẽ là nhường cho thằng thằng em bên Hàn một trận sao? Anh em đang tương tàn với nhau thì có lẽ là... Ôi lên 4 xong ạ. À, chơi 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 này không được rồi. Chơi bời này là lỏng lẻo rồi anh em ơi. Nếu như theo đúng luật AC lên 4 hoặc cho Son lên 4 được đánh bất cứ cái gì mình muốn. Nếu như bây giờ anh Trinh tăng A thì vẫn đúng luật anh em nhé. Vẫn đúng luật, bởi vì theo luật thì lên 4 thích đánh cái gì đánh nhá. Cái luật 1A kia thì vẫn là đời 3 thôi, chỉ còn lên 4 là được thoải mái, tăng A thoải mái. lòng ngoà lên 4 xong, cay thế nhỉ. Bây giờ vơ dân lên đập rồi. Dân tanh luôn, dân thần á. Có lợi, có AC có dân thần không nhỉ? Hình như có đấy. Đóng P đúng rồi, đang dân thần thật này. Vẫn chỉ 1A thôi. Có mà, AC có dân thần đấy. Dân thần AC chạy nhanh như thế này nữa thì càng nguy hiểm. AC đang dùng dân để lùa chém cho Son này các bạn, những con chém 4 bị lùa như lùa vịt đấy. Úi dồi, bằng lùa và xiên rất là đau. Sao lại có chuyện ngược đời như thế nhỉ? Bây giờ dân lại lùa chém và chém chạy nhông kèn trên bản đồ anh em ạ. Cày thế nhỉ. Mãi mới gạ được con hàng này thi đấu thì đang bị củ hành một cách không thể nào mà cay đắng hơn. Vâng, và cụ Trinh có lẽ cũng đang thể hiện được mình là một top... vâng, một top 3 server cứng. Vị trí đấy là tôi dùng năng lực tôi đạt được, chứ không phải là tự nhiên tôi có đâu. Dễ gì ăn được tôi đúng không ạ? Dễ gì. Hay. Hôm nay thì các game thủ top đầu đang khẳng định được cái vị thế của mình. Trưa nay thì anh Tạ Duy Mạnh có chiến thắng, và hôm nay thì khả năng cụ Trình cũng sẽ có cho mình được chiến thắng. Khả năng thôi chứ còn em chưa chắc được đâu nhá. Kiểu mà khi mà chân mình tin tưởng chưa quyết thì chưa biết thế nào đâu. Gần ra rất nhiều. Cáo rồi. Giải trí thật 2VL. Lại cười rồi, khốn nạn thế. Cay thật anh em ạ. Chơi dân thần như khốn nạn. Chơi dân thần bây giờ lao vào xiên chém luôn. Những con dân thần khỏe lắm đấy. Dân thần thì hình như là công 10 thì phải, đúng không ta? Đúng không, công 10 đấy. Chém này tính ra tầng đang phun công lên được công có 12. Dân thần là 60 mấy máu rồi. Còn xiên chém rất đau anh em ạ. Chém 4 giáp 4 rồi nhưng mà bị xiên đang cực kỳ đau. Căn bản là dân bây giờ cũng xin ra vô tội vạ. Có lẽ AC đang có cho mình được một cái khoanh ruộng đâu đó và đang có lực để xin dân đều. À, bị xiên mất khá nhiều chém anh em ơi. Cay. Nhanh tay đúc y. Nhanh tay đúc y. Nhưng mà vẫn còn cung R anh em ạ. Vẫn còn cung R và vẫn còn bây giờ có lẽ là còn cả hot. Thì con y có lẽ cũng phế thôi. Cung R đứng sau bắn chùa và dân thần đứng trước tanh cơ. Được không ạ? Không, vẫn chỉ là xin những con cung R thôi, không phải là hot. Sao không xin hot nhỉ? Hay anh không có vàng? Khốn nạn thật anh em ạ, khốn nạn vô cùng dành cho game thủ Đinh Vũ Quang Trinh của chúng ta. Cày thế, không làm gì được anh em ơi. Bây giờ thì dân và cung R đang kết hợp với nhau, đúng dân quân cùng khởi nghĩa là có thật đây. Kết hợp với nhau và lu rồi, lu ngược nhà của Cho Son. Bây giờ thì Cho Son những cái đơn vị quân chinh chiến của mình là những con chém thì phải bỏ nhà chạy anh em ạ, mặc kệ dân ở nhà.
Chứ bây giờ không ai cứu nổi tôi thì tôi cứu được ai đây? Con chém chạy trước, còn dân thì chạy sau. Rất khó chịu. AC lên 4 thì nâng cấp được thêm một cái bắn chặt nữa. Chặt gỗ 3. Không có giáp 6 đâu. Nên là những con chém mà áp sát được thì có lẽ bộ vẫn đau. Nhưng căn bản là họ đi kèm với cả dân thần nên là khó. Khốn nạn quá. Thế này không được rồi. Thế này không được anh em ạ. Chơi bời này rất lọc lẻo luôn. Đau. Những con dân xiên rất đau. Có lẽ là chờ đợi một chút thì mới có thể kết thúc được trận đấu này. Quá khóng à. Lại cười, lại gáy, cay thế. Đang đầu giờ có trận tấu hài xem thì vui. Họ vẫn đánh 1A đúng rồi, lên 4. Đáng lẽ là đúng luật lên 4 được đánh thoải mái đấy. Lên 4 thích gì đánh. Nếu mà cái kèo này là như vậy. Nhưng mà riêng trong trận đấu này thì cụ Trinh lên 4 cụ vẫn chỉ đánh 1A thôi. Nhưng mà cụ lại chơi cả dân thần. Ăn được rất nhiều dân anh em ạ. Nói gì thì nói thì con dân cũng không thể nào mà bằng con ngựa chém được đâu. Có thần thì thần. Chém 4 nó chém vẫn cứ đau chứ. Tham Lăng là 39 dành cho game thủ cầm cho Son. Cày. Không cứ áp sát được cái đạo cung này anh em ạ. Tham Lai thì tầm 39 này thì cũng không có lẽ là đang bị đè cơ. Tầm này AC sẽ ra dân đều ở rất nhiều nhà chính của mình. Và chỉ chơi dân thôi thì nổ tham nhanh lắm. Nhưng mà không biết là cụ có một cái cơ sở nào đó mà vẽ khoảng do đó chục cái ruộng không nhỉ. Chứ nếu như mà không vẽ được ruộng mà ăn hoang thì có lẽ cũng không thể nào mà có được nhiều những cái đơn vị. Nhiều những cái đơn vị dân như thế được đâu. Bốn mươi trên 68, soi quả tham nào thầy ơi. Đây có vài cái ruộng này này, nhưng mà chắc là còn nữa đấy, một vài cái ruộng lẻ tẻ kiểu như này này, đâu đó chục cái ruộng thôi là đã ra dần thoải mái rồi. Chục cái ruộng là ra được khoảng ở đâu đó là nếu chưa lên dân thần thì ra được 5 cái nhà chính đều, còn lên dân thần rồi thì chắc ra được khoảng đâu đó 3-4 cái nhà chính dân đều. Thế là nửa tham cũng nhanh rồi. Nhưng mà soi tham vừa rồi thì thấy cho Son vẫn đẹp một chút. Anh em lại tranh thủ ấn cho quả like anh em nhé. Đừng quên nhấn chuông cũng như là theo dõi fanpage Đào Làng để nhận thông báo livestream. Sáu trên 68 bắt đầu ổn định lại đấy. Bây giờ ra 2L đều như thế này thì chắc là vẫn chơi được. Bên kia thì có một đạo dân to ở khu vực giữa bản đồ, vừa xiên mất mấy dân của mình rồi. Bây giờ thì có lẽ đạo dân này sẽ chuẩn bị ập vào khu vực nhà chính của cho Son. Bây giờ nhìn thấy dân mà phải chạy anh em cày thế nhỉ. Cùng R thì vẫn đang còn đông, vẫn chưa có hot đâu. Nhưng mà những con cung R đời 4 thì có vẻ vẫn đang khá là khỏe. Và dân đi kèm luôn anh em, lúc nào có dân đi kèm để kê và rất đông dân luôn. Còn bổ vào cung R thì dân sẽ xiên, còn bổ vào dân thì cung R sẽ bắn chùa. Rất là khó xử, nhưng mà tên này thì chém đầu. Rồi lừa quay cái đạo dân này bắt bằng sạch nào. Cay lắm rồi, bắt bằng hết. Đùa với tôi à. Xiên. Tham để lại rồi.
Gõ một dành cho game thủ chân mệnh tử. Chửi thề cái rồi quýt. Chửi thề. Biết ngay. Cày quá. Con hàng này được. Cứ chờ đấy. Có lẽ là chân mệnh thiên tử sẽ phục thù sau một kèo đấu khác anh em ạ. Còn bây giờ thì chung cuộc anh Vũ Quang Trinh có chiến thắng là 5-1. Và anh